Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km. Công trình được khởi công cách đây hơn 4 năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện nay do vướng mắc tại 28 vị trí mặt bằng nên chưa thể bàn giao cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đoạn km từ 66.670 đến km 66.800 thì còn tồn tại những vị trí liên quan đến đường tuyến chính, ảnh hưởng đến thi công tuyến chính, ảnh hưởng đến thi công đường gom, đường ngang, hệ thống thoát nước. Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền các địa phương lại cho rằng thời gian qua, địa phương đã làm hết sức mình trong việc vận động người dân thực hiện chủ trương di rời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 4 điểm vướng mặt bằng, trong đó có 3 điểm tại mặt bằng thi công trên tuyến chính, 1 điểm vướng mặt bằng đường ngang. Vấn đề chậm tiến độ đây là thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư do cái lựa chọn nhà thầu đấu thầu. Thì đối với các cái nhà thầu nước ngoài khi đấu thầu cái dự án đoạn qua Quảng Ngãi thì người ta đấu thầu bỏ giá rất là thấp. Sau khi trúng giá thấp thì người ta kêu gọi các cái thầu phụ để mà thực hiện cái thi công cái các cái gói thầu mà họ đã trúng thầu thì hầu như không có một cái doanh nghiệp nào chấp nhận cái giá thầu mà người ta giao lại. Trước nguy cơ tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi chậm tiến độ, gây lãng phí vốn đầu tư, giảm hiệu quả dự án, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. Tuy vậy, đến nay sau gần 3 tháng thực hiện công điện của Thủ tướng, vẫn còn tồn đọng một số điểm vướng mắc phát sinh, ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án. Rung lún nứt nhà dân, nhưng mời đơn vị bảo hiểm vào đây thì chưa có sự đồng thuận nói chung giữa người dân và đơn vị bảo hiểm và đơn vị nhà thầu thi công. Người dân cho rằng cái giá bảo hiểm nằm quá thấp. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng phát sinh tại dự án. Việc bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư sẽ hỗ trợ công trình về đích đúng hạn, giảm suất đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cũng vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đề nghị xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng phát sinh tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.